Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15 quy định chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, nghị định quy định giảm 2% thuế xuất giá trị gia tăng trong năm 2022 áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10%, tức còn 8%, trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ là diễn thông công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, hóa chất, hàng hóa cho dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.